Vụ án mạng khiến dư luận địa phương bàng hoàng. Không ai ngờ Phan Tấn Ngọc, 45 tuổi, ngụ ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, lại ra tay tàn nhẫn với chính vợ mình, chị Phạm Thị Lan, 44 tuổi như vậy. Theo lời khai của Ngọc tại cơ quan điều tra, thì gã đã âm thầm thuê người đào tử huyệt từ trước đó để thực hiện kế hoạch tội ác. Trở lại địa phương tìm hiểu vụ việc, không khí tang thương bao phủ cả xóm nghèo. Mọi người ai nấy đều không khỏi xót xa khi thấy ba đứa con thơ dại khóc lóc thảm thiết bên di quan của người mẹ bất hạnh. Phải khó khăn lắm, chị Yến, chị gái nạn nhân mới lấy lại được bình tĩnh để kể về cuộc hôn nhân bất hạnh của em gái mình với hung thủ. Vợ chồng chị Lan đã chung sống được gần 20 năm và có với nhau ba đứa con. Linh, cô con gái út đang học lớp 11, sức khỏe rất yếu. Từ lúc biết tin mẹ mất, cô bé ngất lên ngất xuống nhiều lần. Còn hai người anh trai của Linh cũng gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ để làm điểm tựa cho em gái. Như lời tường trình của bà Yến thì chị Lan mất tích vào rạng sáng ngày 12 tháng 3. Cũng ngay từ lúc ấy, người thân đã nghi ngờ chị gặp nạn và Ngọc chính là đối tượng khả nghi nhất. Theo đó, sáng ngày 12 tháng 3, chị Lan hẹn đưa chị gái đến bệnh viện khám bệnh. Thế nhưng đợi đến trưa mà vẫn không thấy em gái tới, chị Yến bèn đến nhà cha mẹ ruột tìm. Bởi cách đây 3 năm, hai vợ chồng sống ly thân, nên chị Lan đã dắt theo ba đứa con về nhà ngoại tá túc nhờ. Tuy nhiên, lúc này ông Ngô, cha chị Lan, cũng không biết con gái mình đi đâu. Ông chỉ nhớ vào khoảng 2 giờ sáng, thấy Lan nghe điện thoại của người nào đó, còn sáng hôm sau đi đâu không rõ. Chị Yến hỏi Linh thì cô bé cho biết, người nói chuyện điện thoại với chị Lan đêm hôm trước chính là Ngọc. Khi ấy, chị Yến kiểm tra điện thoại của em gái để ở nhà, thì phát hiện đúng là số của Ngọc gọi. Kiểm tra hộp thư thì thấy một loạt tin nhắn Ngọc gửi cho vợ lúc nửa đêm. Ngọc bảo chị Lan ra ngoài chòi vịt của gã để nói chuyện riêng. Nhưng chị Lan đã trả lời thẳng thắn, cả hai không có gì để nói với nhau. Tin nhắn cuối cùng Ngọc nhắn với chị Lan là có người mua đất, đã đưa tiền, gã bảo chị ra đếm. Trước đó, chị Lan và Ngọc gọi khách bán một mảnh đất. Sau tin nhắn của Ngọc, không thấy chị Lan trả lời. Ngay sau đó, chị Yến đã ra chòi của Ngọc để hỏi thông tin về em gái. Tuy nhiên, Ngọc đã lạnh lùng trả lời rằng không gặp chị Lan và không biết vợ mình đi đâu. Lúc ấy, Ngọc đang ngồi uống trà trước cửa nhà và tỏ ra khá bình thản. Nhưng chính sự bình tĩnh của Ngọc lại khiến tôi nghi ngờ. Ngọc vốn là kẻ trăng hoa, nhưng lại có tính ghen bóng ghen gió. Trước đây, mỗi lần vợ đi đâu lâu chưa về, gã đều ghen lòng ghen lộn lên, chị Yến cho biết. Thêm một điều khiến chị Yến nghi ngờ, đó là ngay trong ngày em gái mình mất tích, Ngọc lại gọi người đến đổ bê tông nền chòi. Trong khi Ngọc là thợ hồ, diện tích nền chòi không lớn, những việc này gã hoàn toàn có thể tự làm được. Nhưng Ngọc lại thuê tận hai người làm. Hơn nữa, thợ đổ nền nhưng lại để đá sỏi lởm chởm. Tôi nghi ngờ rằng có thể trong đêm qua giữa Ngọc và Lan đã xảy ra xô xát. Gã ta đổ nền nhà là để xóa đi dấu vết, chị Yến nói, đồng thời cho biết thêm. Những nghi vấn của chị không phải là không có cơ sở, bởi Ngọc từng tuyên bố sẽ giết chết vợ nếu như Lan còn có ý định ly hôn. Hơn nữa, đã quá nhiều lần Ngọc dùng dao truy sát vợ. Cách đây một tháng, gã cũng đánh vợ phải nhập viện. Để làm rõ nghi ngờ của mình, sáng hôm sau, chị Yến quay lại chòi nuôi vịt tìm Ngọc. Tuy nhiên, gã vẫn giữ thái độ bình thản, không quan tâm lo lắng tới sự sống chết của vợ, khiến chị Yến càng thêm nghi ngờ. Chị bảo, lúc đó tôi phát hiện ra trên cánh tay phải của Ngọc có một vết xước. Thấy tôi để ý, Ngọc tỏ ra lúng túng và vội kéo tay áo che lại. Sau đó, một loạt những biểu hiện tâm lý bất thường của Ngọc càng khiến cho chị Yến thêm tin tưởng vào suy luận của mình. Từ hôm vợ mất tích, Ngọc ít ở nhà và thường la cà quanh xóm. Đặc biệt, khi mặt trời vừa khuất bóng, gã đã lấy xe đi ra khỏi nhà, tới sáng hôm sau mới trở về. Căn chòi của Ngọc luôn để điện sáng cả ngày lẫn đêm. Điều đó cho thấy, trong ngôi nhà này, có điều gì đó khiến Ngọc bị ám ảnh. Trong quá trình tìm hiểu tin tức về em gái, chị Yến tình cờ phát hiện ra một thông tin rất quan trọng. Đó là trước đó, một người đàn ông trong ấp được Ngọc thuê đào một cái hầm sâu gần 2 mét.
ngay tại giường ngủ. Người thợ tò mò hỏi thì Ngọc bảo làm hầm chứa ga. Sau chuỗi những sự kiện lại, chị Yến đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cũng theo lời người phụ nữ này, có vẻ như Ngọc nghi ngờ mình bị lộ, nên gã đã âm thầm theo dõi mọi sinh hoạt của gia đình chị. Sau đó, chị đã tiết lộ những điều mình biết cho người nhà và các con của chị Lan. Sau khi nghe tôi kể lại chuyện này, ba cháu đã sang hỏi cha về tin tức của mẹ. Nào ngờ, gã đe dọa, nếu để lộ chuyện này ra ngoài thì sẽ bị giết chết. Không những đe dọa con mình, Ngọc còn đe dọa sẽ giết cả gia đình tôi. Lúc đó, cả nhà ai cũng sợ hãi Ngọc sẽ làm liều, nên không dám tường trình những điểm bất thường diễn ra trong ngôi chòi của Ngọc, mà chỉ báo chính quyền về sự mất tích của em gái. Nhận được tin báo của gia đình, công an xã đã gửi giấy triệu tập Ngọc lên làm việc để tìm hiểu về việc chị Lan bị mất tích. Tuy nhiên, đến chiều ngày 16 tháng 3, Ngọc đã tự đến trụ sở công an tỉnh Long An đầu thú. Chị Yến bảo rằng, lúc báo công an xã về việc Lan mất tích, tôi đã đưa những tin nhắn, hy vọng từ manh mối này, cơ quan chức năng sẽ sớm làm sáng tỏ vụ việc. Thực tình, ngoài những linh tính, chứng cứ và thái độ của Ngọc, đã mách bảo tôi rằng em gái mình đã gặp nạn. Nhưng dù có khéo tưởng tượng đến đâu, thì chị cũng không thể ngờ được Ngọc lại xuống tay tàn nhẫn với vợ mình đến vậy. Nhất là việc Ngọc đã có chủ ý từ trước, đó là đào hố để chôn xác vợ. Bởi gã đã từng rất thương yêu vợ, đôi khi còn tỏ ra ghen tuông. Cách đây 3 năm, khi kinh tế gia đình bắt đầu có của ăn của để, Ngọc lại sinh tật. Bao nhiêu tiền làm ra, gã đều mang cung phụ ngay mốt. Từ đó, chuyện làm ăn của vợ chồng Ngọc thất bát, vướng vào nợ nần. Chuyện bồ bịch của Ngọc cũng bị bại lộ, nhưng gã không những không biết xấu hổ mà còn quay sang hành hung vợ. Cũng chính vì không chịu đựng nổi cuộc sống ngột ngạt đó, chị Lan đã gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Khi biết chuyện này, Ngọc đã tuyên bố sẽ giết chết vợ nếu chị Lan bỏ gã. Ngày 17 tháng 3, cơ quan giám định pháp y công an tỉnh Long An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1971, ngụ ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, để làm rõ nguyên nhân cái chết. Nghi can là ông Phan Tấn Ngọc, sinh năm 1970, chồng nạn nhân, cũng bị bắt tạm giam ngay trong ngày để điều tra làm rõ hành vi giết vợ. Thông tin ban đầu, ông Ngọc và bà Lan kết hôn đã lâu, có 3 con chung. Gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, nên bà Lan yêu cầu bán căn nhà mới xây sống ly thân. Chị Lan đã dắt các con về nhà mẹ ruột sinh sống, còn Ngọc một mình sống trong căn nhà nhỏ, cách nhà mẹ vợ khoảng hơn 100m. Ông Ngọc không đồng ý, mà âm thầm thuê thợ hồ đào sẵn một cái hố vuông, xây bê tông ngay vị trí dưới gầm giường ngủ. Đến 5 giờ sáng ngày 12 tháng 3, khi chị Lan đang đi tưới nước như thường lệ, Ngọc dùng búa đánh chị Lan ngất xỉu, rồi đem về nơi mình đang ở, bỏ xuống một hố sâu hơn 1m ngay trong nhà, rồi đổ xi măng lên. Sau đó, Ngọc tiếp tục nhờ người tráng nền xi măng cả căn nhà. Người thân phát hiện bà Lan mất tích, đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Hằng ngày, ông Ngọc vẫn sinh hoạt bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau 4 ngày bị chôn, tối ngày 16 tháng 3, thi thể bà Lan bỗng nhiên trương phình, làm bung lớp vữa xi măng. Nắp đậy hố chôn bà Lan bị đội lên, bốc mùi nồng nặc. Con nạn nhân lập tức đến báo công an xã. Biết không thể thoát tội, ngay trong tối ngày 16 tháng 3, ông Ngọc đã đi đầu thú. Sau khi sự việc xảy ra, có ý kiến cho rằng Ngọc giết vợ để cướp số tiền bán đất. Nhưng theo tâm sự của chị Yến, thì nguyên nhân chính là do chị Lan cương quyết sẽ ly hôn. Thay vì tìm cách thuyết phục, Ngọc lại đe dọa rồi giết chết người vợ của mình. Chính y đã khiến mình vướng vòng lao lý, để gia đình rơi vào bi kịch. Và người đáng thương nhất trong chuyện này chính là những đứa con của gã.